trở lại trong chương trình tin tức và tiếp theo đây là phần tin tổng hợp trước khi chúng tôi bước vào các bản tin chi tiết Việt Vision TV có một thông báo rất vui dành cho tất cả quý khán tiếng giả bắt đầu từ hôm nay Việt Vision TV có mặt trên tất cả các hệ thống TV thông minh Smart TV quý vị xem hoàn toàn miễn phí không cần antenna không cần gắn hộp TV tất cả các loại TV thông minh hiệu Samsung LG Sony, Philips, TCL, Sharp, Hisense, Element, Insignia, Hitachi. Quý vị có thể cài đặt app VVTV xuống để xem chương trình TV của chúng tôi hoàn toàn miễn phí. Xin trân trọng gửi đến quý vị thông báo này. Tin từ Nam Hàn, mưa to gây nhiều thiệt hại. Giới chức của Nam Hàn trong ngày thứ Sáu 1 Tới tháng 7 cho biết rằng Các trận mưa to như chút trong tuần này Đã làm sập mái nhà Gây ngập lụt khiến cho ít nhất là 3 người Bị thiệt mạng ở thành phố Gongju Miền Trung và ở Yongin Phía Nam của thủ đô Hán Thành Nhiều cây to đã bị bật gốc gần 200 ngôi nhà, xe hơi và hơn 2.900 hecta đất canh tác trên toàn quốc đã bị ngập chìm trong làn nước. Nhiều người phải đi di tản để tránh mưa lũ. Những thiệt hại do mưa gây ra cũng được ghi nhận ở các cây cầu và con đập ở Nam Hàn. Ở khu vực miền trung của Nam Hàn, nơi hứng chịu 3 ngày mưa liên tiếp, lượng mưa trung bình là 270mm. Đã được ghi nhận chỉ riêng là ở tỉnh Gyeonggi. Mưa to kéo dài đến hết đêm 30 tháng 6, làm cho một số khu vực như là Suwon và Yangju, tỉnh Gyeonggi, ghi nhận một lượng mưa lớn hơn 280mm cho một ngày. Trong khi đó, ở các quận Đô Bong và Gang Đông, ở phía bắc và phía đông của thủ đô Hán Thành, cũng lần lượt ghi nhận lượng mưa là 238mm và 224mm. Trong vài giờ qua, thì mưa to đã suy yếu khiến cho chính phủ Nam Hàn hạ cảnh báo mưa vào lúc 3 giờ ngày 1 tây tháng 7. Tuy nhiên, cơ quan khí tượng vẫn khuyến cáo người dân cần phải cảnh giác trước khả năng các trận mưa vào chiều ngày 1 tây tháng 7 sẽ mang thêm tới từ 40 cho đến 50 mm nước mưa tại nhiều nơi ở các tỉnh như Gyeonggi, Gangwon, Nam của Chungcheong và phía Bắc của Chungcheong. Tiếp nối là một bản tin rất là hy hữu cùng với lại những hình ảnh từ Mexico. Mời quý vị theo dõi bản tin để cầu mưa thuận gió hòa thì thị trưởng của một thành phố làm đám cưới với một con cá sấu. Thị trưởng Sosa của thị trấn San Pedro Humalula đã kết hôn cùng với một con cá sấu theo tục lệ truyền thống để cầu mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. Thị trưởng Victor Hugo Sosa mà hình ảnh trông rất là vui. Tại thị trấn nhỏ San Pedro Humalula thuộc tiểu bang Osaka miền Nam của Mexico đã tổ chức một đám cưới cùng với con cá sấu theo nghi thức đã có từ nhiều thế kỷ của địa phương. Thị trưởng Sosa đã nói trong lễ cưới rằng Cầu xin thiên nhiên ban cho chúng tôi đủ mưa, đủ lương thực và trên sông luôn có cá. Và ông đã nồng nàn trao một nụ hôn cho cô dâu là cá sấu nhưng đã bị dán băng dính ở quanh miệng. Cô dâu là một con cá sấu 7 tuổi, mặc váy cưới và được gọi là công chúa nhỏ, được người dân tôn làm vị thần đại diện cho mẹ trái đất. Thị trưởng Sosa đã bế nó trên tay, nhảy múa cùng với người dân địa phương. Người tổ chức hôn lễ là bà Elia Edith Agulia. Bà nói rằng, điều này khiến cho tôi hạnh phúc và tự hào về nguồn gốc của mình. Bà cho biết là đã mất rất nhiều thời gian để chuẩn bị váy cưới cho cô dâu cá sấu. Tiểu bang Osaka, nằm ở khu vực miền nam nghèo khó của Mexico, được coi là một nơi giàu văn hóa bản địa nhất ở nước này. Người dân ở nơi đây đã thực hiện nhiều nỗ lực để lưu giữ ngôn ngữ và bản sắc. Qua hình ảnh, chúng ta cũng có thể thấy được là cô dâu trông rất là xinh đẹp. Sang qua Indonesia, bản tin tiếp nối cho biết là phát hiện ra được một loài cây ăn thịt kỳ lạ. Theo một nghiên cứu xuất bản trên tạp chí Paituki trong ngày 22 tháng 6, một loài cây nắp ấm mới được đặt tên là Nepenthes. Fudika, sống trên hòn đảo Borneo thuộc tỉnh North Kalimantan của Indonesia. Theo thông thường thì cây nắp ấm tạo ra những chiếc bẫy hình ống với bề mặt trơn trượt ở phía trên mặt đất hoặc là ở trên cây khiến cho bất kỳ một loài côn trùng nào không may đi vào bên trong khó có thể trèo ra được bên ngoài. Và cuối cùng thì con mồi bị mắc kẹt sẽ bị giết và hòa tan trong dịch tiêu hóa ở đáy ống nhà thực vật học mordencast ở trường đại học palaki Olomouc thuộc cộng hòa Czech là tác giả chính của cuộc nghiên cứu cho biết rằng nó đặt những chiếc bẫy dài tới 11 cm dưới lòng đất nơi chúng được hình thành trực tiếp ở trong đất hoặc là trong các hang hốc và bẫy động vật sống dưới lòng đất thường là kiến ve và bọ cánh cứng đây là lần đầu tiên mà một loài cây nắp ấm được quan sát thấy có cách xanh mồi như vậy và có vẻ như điều đó đã mang lại cho nó một lợi thế tiến hóa một điều thú vị khác là dù xanh mồi dưới lòng đất nhưng loại cây Nepenthes pudica lại sống trên một môi trường núi cao cách mực nước biển khoảng từ 1.100m đến 1.300m. Khám phá mới này có một ý nghĩa đối với những nỗ lực bảo tồn thiên nhiên ở Borneo vì nó khẳng định tầm quan trọng của hoàn đảo như là một điểm nóng đa dạng sinh học trên thế giới. Ông Werwin Tizamanto, người đã giúp phát hiện ra loài mới này, cho biết rằng chúng tôi hy vọng rằng việc phát hiện ra loài thực vật ăn thịt độc đáo này có thể giúp bảo vệ rừng nhiệt đới Borneo, ít nhất là làm chậm quá trình chuyển đổi rừng nguyên sinh, trở thành các đồn điền cọ dầu. Sau qua phần tin giải trí, bản tin tiếp nối cho biết là tài tử Mr. Bean, ông Rowan Atkinson tái xuất hiện gây cười trong series phim Man vs. B. Mr. Bean, tài tử Rowan Atkinson đã tạo tiếng cười khi hóa thân giúp việc gặp rắc rối với một căn nhà công nghệ và một con ong tinh quái trong tập phim truyền hình nhiều tập Man vs. B. Nam diễn viên Rowan Atkinson đã tham gia viết kịch bản và đóng vai chính trong phim tập phim, phim truyền hình nhiều tập này khởi chiếu trực tuyến vào ngày 24 tỷ tháng 6. Danh hài đã hóa thân thành một nhân viên giúp việc mang tên là Trevor Bingley mới vào nghề, được cử đến trông no một căn biệt thự thông minh và chú chó cấp khách trong khi vợ chồng chủ nhà đi du lịch. Ông phải làm quen với những món nội thất công nghệ cao, chỉ có thể điều khiển bằng động tác tay hoặc là giọng nói với bộ phim Man VSB, nam diễn viên đã trở lại với phong cách hài kịch sử dụng nhiều ngôn ngữ hình thể quen thuộc như là thời kỳ Mr. Bean. Nhân vật chính của hai bộ phim mang nhiều tính cách, đặc điểm tương đồng. Họ hồn nhiên, hậu đậu, dễ sao nhãng bởi những điều diễn xung quanh và luôn có những cách giải quyết vấn đề không giống ai như là dùng sốt cà chua thay cho sơn đỏ để vẽ tranh giả hay là đeo xích của chó để kích hoạt cảm biến mở cửa tự động. Kịch bản phim rất đơn giản, dễ đoán, chủ yếu dành thời lượng cho các tình huống hài hước khi nhân Việt chính đối phó với con ong. Ngay từ những thước phim đầu tiên khi mà bà... Trevor đến nhận công việc mới, khán giả dễ dàng hiểu là mọi chuyện sắp diễn biến theo hướng tồi tệ với nhân vật này. Nội dung là những màn rượt đuổi, đấu trí giữa ông và con ông. Bộ phim có thời lượng ngắn chỉ có 10 đến 20 phút cho mỗi một tập phim. Quyết định sử dụng Men VSB thành một series phần nào khiến cho mạch phim bị xé nhỏ và lẻ tẻ. Khán giả thường xuyên phải xem lại những tình huống hài của tập trước mỗi khi bước sang tập mới diễn viên hài Rowan Atkinson sinh năm 1955, nổi tiếng sau khi tham gia một loạt phim hài đình đám trên truyền hình như là Not the Nine O'Clock News. Ông thành công nhất với series phim về Mr. Bean, sau đó là loạt phim Johnny English. Nam diễn viên Atkinson hẹn hò với nữ diễn viên Louis Ford từ năm 2014 cho đến nay và đón một đứa con chung năm 2017. Nam danh hài này trước đó có hai người con với vợ cũ là cô Sunetra Sastri vẫn liên quan đến các nam diễn viên đình đám bản tin tiếp nối nói về tài tử Brooks Willis ở Hollywood. Ông cố gắng đóng phim trước khi giải nghệ. Luật sư của Brooks Willis tiết lộ là ông muốn đóng nhiều dự án nhất có thể trước khi giải nghệ để tạo thêm công việc cho các nhân viên của đoàn phim. Luật sư của nam diễn viên Willis là ông Martin Singer nói với tờ báo Los Angeles Times rằng Thân chủ của tôi tiếp tục làm việc sau khi được chuẩn đoán về bệnh tình. Vì anh ấy muốn cảm thấy bản thân đủ sức khỏe, nhiều người bị mắc bệnh hội chứng bất lực ngôn ngữ aphasia và vẫn không ngừng lao động. Với sự xuất hiện của nam diễn viên những dự án điện ảnh đó mới xin được vốn. Điều đó dẫn tới hàng ngàn công việc cho nhân viên đoàn phim, những người đang gặp khó khăn tài chính sau Covid-19. Trong thời gian qua, thì một số người hâm mộ nam diễn viên Brooke Willy đã chỉ trích đạo diễn Randall Emmett vì nghi ngờ là ông này ép tài tử liên tục tham gia nhiều bộ phim cho dù là biết Brooke Willy bị bắt bệnh. Willy hợp tác với lại đạo diễn Emmett trong bộ phim Midnight in the Sweet Grass năm 2021 và thêm 5 dự án điện ảnh sau đó nam diễn viên thông báo giải nghệ hồi cuối tháng 3 vì hội chứng bất lực ngôn ngữ. Căn bệnh này là tình trạng người bệnh mất khả năng giao tiếp bình thường. Nó có thể bắt nguồn từ một vụ đột quỵ, chấn thương đầu hoặc là u não. Diễn viên Brooke Willey sinh năm 1955 là một diễn viên người Mỹ gốc Đức. Ông nổi tiếng sau một loạt tác phẩm hài tình cảm thập niên năm 1980 như là bộ phim Moonlighting, Hudson Hawk, sau đó thì tài tử chuyển hướng đóng phim hành động và góp mặt trong hàng loạt các bộ phim nổi tiếng. Bruce Willis được biết đến nhiều nhất với vai diễn là John McClane trong loạt phim Die Hard. Theo thống kê của The Numbers, tổng doanh thu phòng vé của anh khoảng hơn 8.3 tỷ Mỹ Kim và ông thuộc vào top 100 diễn viên ăn khách nhất trong mọi thời đại. Bản tin vừa rồi đã khép lại chương trình tin tức trong ngày hôm nay và cuối tuần này trong tháng xin mến chúc quý khán thính giả đón mừng lễ độc lập July 4 thật là vui, thật là hạnh phúc cùng với lại người thân và bạn bè. Chúc quý vị nhiều sự an vui, sức khỏe và an toàn trong buổi lễ độc lập và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ tới.